À, về Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện ăn tải nghe à, về rạch Xin chào các con, cô là Phương Thảo, người sẽ đồng hành cùng các con trong chương trình Môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Và ngày hôm nay cô trò chúng mình cùng đồng hành trong chủ đề số 1 Ôn tập và bổ sung Bài số 3 Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ, với bài này, cô và các con sẽ cùng nhau khám phá trong 3 tiết. Và bây giờ chúng mình cùng đến với tiết số 1. Tiết 1 tìm số hạng trong một tổng. Cô mời các con hãy ngồi thật ngay ngắn và cùng cô thảo khám phá những bài học thú vị trong tiết học ngày hôm nay nhé. Cô mời các con yêu cùng đến với hoạt động số 1, hoạt động khám phá. Tìm số hạng trong một tổng. Vậy để tìm một số hạng trong một tổng thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào? Chúng mình hãy cùng cô Thảo khám phá nhé. Cô Thảo có bài toán sau. Một túi táo có 14 quả táo, gồm táo xanh và táo đỏ. Trong đó có 10 quả táo xanh, hỏi có bao nhiêu quả táo đỏ? Cô Thảo đọc lại đề bài. Một túi táo có 14 quả táo, gồm táo xanh và táo đỏ. Trong đó có 10 quả táo xanh, hỏi có bao nhiêu quả táo đỏ? Chúng mình cùng cô thảo phân tích xem bài toán cho chúng mình biết gì và bài toán yêu cầu chúng mình làm gì. Bài toán cho chúng mình biết có 14 quả táo, gồm có táo xanh và táo đỏ. Trong đó có 10 quả táo xanh. Bài toán hỏi có bao nhiêu quả táo đỏ. Bây giờ các con hãy cùng cô vẽ hình ảnh minh họa nhé. Có một túi táo. Túi này có 14 quả. Trong đó có 10 quả táo xanh và bài toán hỏi có bao nhiêu quả táo đỏ. Vậy để đi tìm số táo đỏ, chúng mình sẽ phải làm như thế nào? Đúng rồi, để đi tìm số táo đỏ, ta sẽ lấy tổng số táo trừ đi số táo xanh. Trong đó, tổng số táo là 14 và số táo xanh là 10. Khi đó ta nói, số táo đỏ là 14 trừ 10 bằng 4 quả. Cô Thảo nhắc lại, để đi tìm số táo đỏ, ta sẽ lấy tổng số táo là 14 trừ đi số táo xanh là 10. Vậy số táo đỏ là 14 trừ 10 bằng 4 quả. Khi đó cô Thảo kết luận số táo đỏ là 4 quả. Và bây giờ cô trò chúng mình sẽ khái quát bài toán có lời văn này thành một dạng bài toán như sau. 10 cộng một số bằng 14. Cô mời chúng mình cùng cô phân tích thành phần của phép tính cộng. 10 được gọi là số hạng. Một số được gọi là số hạng chưa biết. Và 14 được gọi là tổng. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết, ta sẽ làm như thế nào đây? À, muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy nghĩa là ta đã lấy 14 trừ đi 10 bằng 4. Vậy số hạng chưa biết ở đây chính là 4 vậy không nào? Và đến đây cô Thảo có thể rút ra một quy tắc để đi tìm số hạng chưa biết trong một tổng như sau. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Chúng mình cùng cô Thảo nhắc lại nhé. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy là để đi tìm một số hạng chưa biết trong một tổng con chỉ cần lấy tổng trừ đi số hạng đã biết mà thôi. Các con hãy ghi nhớ quy tắc này nhé. Và để chúng mình có thể rõ hơn về dạng tìm số hạng chưa biết trong một tổng, cô mời chúng mình cùng đến với phần hoạt động. Bài số 1. Tìm số hạng theo mẫu. Đề bài cho chúng mình mẫu như sau. Một số cộng 10 bằng 26. Yêu cầu chúng mình đi điền số thích hợp thay cho mỗi dấu họ chấm. Đức trước hết chúng mình hãy quan sát vào mẫu và cho cô Thảo biết tên gọi thành phần của phép tính cộng. Con thấy rằng số cần tìm ở đây chính là số hạng. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết, ta chỉ cần lấy tổng là 26, trừ đi số hạng đã biết là 10. Vậy 26 trừ 10 bằng 16. Và số cần điền vào dấu họ chấm chính là số 16. Tương tự với cách làm như vậy, chúng mình cùng cô làm phần A, phần B và phần C nhé. Trước hết phần A, một số cộng 20 bằng 35. Hãy quan sát và cho cô Thảo biết số cần tìm ở đây là gì? À, số cần tìm ở đây chính là số hạng chưa biết. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết, ta chỉ cần lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Nghĩa là ta lấy 35 trừ 20 bằng 15. Khi đó cô Thảo kết luận, số hạng chưa biết ở đây chính là 15. Tương tự như vậy, chúng mình cùng làm phần B. Một số cộng 15 bằng 25. Ta quan sát thấy rằng, số cần tìm ở đây chính là số hạng chưa biết. Vậy, muốn tìm số hạng chưa biết, ta phải làm như thế nào? À, rất chính xác đấy. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. 25 trừ 15 bằng 10. Vậy đến đây ta kết luận số hạng chưa biết là 10. Và phép tính cuối cùng, 14 cộng một số bằng 28. Số hạng chưa biết ở đây được tính bằng cách lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Trong đó, tổng là 28. Số hạng đã biết là 14, nên ta lấy 28 trừ 14 bằng 14. Khi đó, con có thể nói rằng số hạng chưa biết ở đây chính là bằng 14. Vậy các con thân mến, để đi tìm một số hạng chưa biết, con chỉ cần lấy tổng trừ đi số hạng đã biết mà thôi. Thật dễ dàng phải không nào? Chúng mình hãy ghi nhớ và hãy áp dụng quy tắc này nhé. Cô mời chúng mình cùng đến với bài số 2. Bài số 2 yêu cầu chúng mình điền số thích hợp thay cho mỗi dấu họ chấm đề bài cho chúng mình một bảng bảng này gồm có số hạng số hạng và tổng chúng mình hãy giúp cô đi điền các số thích hợp thay cho mỗi dấu họ chấm các con thân mến để tìm được số hạng chưa biết con chỉ cần lấy tổng trừ đi số hạng đã biết chúng mình hãy cùng nhau làm bài đầu tiên Bài đầu tiên cho chúng mình biết tổng là 38, số hạng là 16 và yêu cầu chúng mình đi tìm số hạng còn lại. Vậy để đi tìm một số hạng còn lại, con chỉ cần lấy tổng là 38 trừ đi số hạng đã biết là 16 và con tìm được kết quả bằng 22. Đến đây con có thể dễ dàng điền 22 thay cho dấu hỏi chấm. Tương tự như vậy, phần tiếp theo cho chúng mình biết tổng là 54, số hạng là 21 và yêu cầu chúng mình đi tìm số hạng còn lại. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết, con lấy tổng là 54 trừ đi số hạng đã biết là 21 và con tìm được kết quả đó là bằng 33. Vậy cô thảo kết luận số hạng chưa biết bằng 33. Tiếp theo, ta có tổng bằng 40, số hạng đã biết là 18. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng là 40 Trừ đi số hạng đã biết là 18 và con tìm được số hạng chưa biết là 22. Cuối cùng, ta có tổng là 170, số hạng đã biết là 60, hỏi số hạng chưa biết là bao nhiêu. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết, con lấy tổng là 170 trừ số hạng đã biết là 60 và con tìm được kết quả là 110. Vậy là các con thân mến, muốn tìm một số hạng chưa biết Ta chỉ cần lấy tổng trừ đi số hạng đã biết mà thôi. Rất dễ dàng phải không nào? Và bây giờ, cô mời chúng mình cùng đến với bài số 3, cũng chính là bài cuối cùng trong tiết số 1 nhé. Bài số 3 là một bài toán có lời văn. Bài toán như sau. Hai bến đò có tất cả 65 thuyền, chợ, khách đi tham quan. Trong đó, bến thứ nhất có 40 thuyền. Hỏi bến thứ hai có bao nhiêu thuyền? Cô mời chúng mình cùng cô đọc lại đề bài, sau đó cùng cô phân tích bài toán xem bài toán cho chúng mình biết gì và bài toán yêu cầu chúng mình làm gì. Bài toán cho chúng mình biết có tất cả 65 thuyền. Trong đó, bến thứ nhất có 40 thuyền và bài toán hỏi bến thứ hai có bao nhiêu thuyền. Vậy để đi tìm được số thuyền của bến số 2, vậy để đi tìm số thuyền của bến thứ hai Chúng mình sẽ làm như thế nào? Các con sẽ thực hiện phép cộng hay thực hiện phép trừ? À đúng rồi các con yêu ạ, để đi tìm số thuyền của bến thứ hai, chúng mình sẽ thực hiện phép trừ đấy. Đó là lấy tổng số thuyền của hai bến đò là 65 trừ đi số thuyền của bến thứ nhất là 40. Vậy con có phép tính 65 40 và bởi và với bài toán này, chúng mình sẽ trình bày bài giải cụ thể như sau. Bước 1, viết lời giải. Bước 2, viết phép tính. Và bước 3, viết đáp số. Lời giải. Bến thứ hai có số thuyền là. Phép tính. 65 40 và bằng 25 thuyền. Đáp số 25 thuyền. Vậy là bến thứ hai có tất cả 25 thuyền các con yêu à. Vậy là ngày hôm nay cô trò chúng mình đã cùng nhau đi tìm quy tắc để tìm số hạng chưa biết trong một tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết trong một tổng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Và các con hãy nhớ quy tắc đó và hãy áp dụng quy tắc đó để có thể giải quyết các bài toán cũng như giải quyết các tình huống trong cuộc sống thực tiễn nhé. Còn bài học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô Thảo gửi lời cảm ơn đến các con đã dành thời gian theo dõi hết video bài học này. Hẹn gặp lại các con trong tiết số 2. Chúng mình sẽ cùng nhau khám phá cách tìm số bị trừ và số trừ chưa biết trong phép tính trừ nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các con. Bye bye! khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Giách